Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019. Tuổi trẻ Quảng Bình đồng hành với du lịch. Nông dân Quảng Ninh chống hạn cho lúa hè thu. Tháng 7 này khám phá những bí ẩn chưa từng hé lộ. Những trải nghiệm khác biệt, chân thực về những sản phẩm du lịch nổi tiếng tại Quảng Bình. Cùng với không gian nghệ thuật, đại tiệc âm nhạc hấp dẫn, độc đáo và ấn tượng với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao Mỹ Tâm, Tùng Dương, Kiều Anh, Lê Anh Dũng, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Bình trong nước và quốc tế. Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019, Quảng Bình bí ẩn bất tận, ngày 20 tháng 7 năm 2019, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 19 tháng 7, tại quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sân khấu của chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019 lấy bối cảnh là không gian trong các hang động, sông ngầm ở Quảng Bình. Chương trình được dàn dựng bởi những đạo diễn tài năng với sự tham gia biểu diễn của các ngôi sao, nghệ sĩ hàng đầu tại Việt Nam như Mỹ Tâm, Tùng Dương, nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Thông qua các tiết mục biểu diễn, các nghệ sĩ sẽ kể một câu chuyện về Quảng Bình, một điểm đến có vẻ đẹp riêng, bí ẩn bất tận đang chờ đợi sự khám phá, trải nghiệm của du khách. Chương trình chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 20 tháng 7 năm 2019, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, kênh QPTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, các đài phát thanh truyền hình trong cả nước và trực tiếp qua các kênh mạng xã hội Facebook, YouTube. Các màn hình LED lớn đã được lắp đặt tại quảng trường biển Bảo Ninh, công viên Đồng Mỹ và một số địa điểm công cộng khác để phục vụ nhân dân, khách du lịch theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp và quảng bá về lễ hội. Tại buổi tổng duyệt, đồng chí Trần Tiến Dũng đã đánh giá cao tinh thần tập luyện của tập thể diễn viên và những người làm chương trình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu để chương trình nghệ thuật diễn ra thành công tốt đẹp, đạo diễn chương trình cần chú ý phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa các khâu từ ánh sáng, âm thanh đến nội dung, tuyệt đối không để xảy ra sai sót nào. Chiều qua ngày 19 tháng 7, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức chương trình Hãy làm sạch biển tại bãi biển xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019. Là một làng biển có truyền thống lịch sử gần 400 năm, xã Cảnh Dương ngày nay đã trở thành làng văn hóa du lịch, một điểm đến thu hút du khách. Về tinh kết nổi tour du lịch từ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa Đảo Yến, đền Thánh Mẫu Liễu Hành và làng Bích Hòa Cảnh Dương. Vì vậy, công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng của phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường là việc làm hết sức có ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong đồng hành cùng phát triển du lịch. Thời gian vừa qua thì tuổi trẻ tỉnh nhà cũng đã triển khai các chương trình, trong đó có chương trình làm sạch biển, rồi các cái chương trình đồng hành với môi trường tại các cái tour tuyến du lịch để rồi triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường cũng như là khắc phục nạn ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường tại các cái điểm tour tuyến du lịch. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho cái công tác triển khai và đồng hành với du lịch của tỉnh thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã triển khai các chương trình như là tuyên truyền cho bà con nhân dân cùng đoàn viên thanh niên hưởng ứng trong việc tham gia bảo vệ môi trường, hưởng ứng tham gia là đồng hành với du lịch trong việc là tuyên truyền cho bà con nhân dân cũng như là thanh thiếu niên là thực hiện văn hóa du lịch, phong thái, phong cách, rồi là văn hóa ứng xử trong du lịch. Đồng thời, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các cấp bộ đoàn thành lập các đội thanh niên tình nguyện xung kích thực hiện hỗ trợ khách du lịch, nhất là các mùa cao điểm tại các tour tuyến du lịch nhằm hỗ trợ cho du khách khi về du lịch tại Quảng Bình.
Chương trình Hãy làm sạch biển được triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 7 năm 2019. Trong đó, hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường tại bãi biển Cảnh Dương là hoạt động mở đầu. Hơn 200 đoàn viên thanh niên của huyện đoàn Quảng Trạch và xã đoàn Cảnh Dương đã tích cực hưởng ứng hoạt động làm sạch biển. Đặc biệt, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vi, đại sứ hình ảnh lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019 cùng tham gia đồng hành với chương trình. Vi cũng đã tham gia rất là nhiều hoạt động rồi, nhưng mà với lại các bạn thanh thiếu niên thì nó lại càng ý nghĩa hơn, tại vì khi mà nhiều người trẻ tham gia thì chúng ta sẽ kêu gọi được nhiều người hơn nữa. Những chương trình, những hoạt động ý nghĩa như thế này thì các bạn trẻ cần phải tham gia và tham gia một cách tích cực hơn nữa. Vi cũng sẽ dùng tiếng nói của mình góp phần kêu gọi các bạn trẻ của Việt Nam hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường để Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sản xuất thương mại Thuần Thiên đã trao tặng cho xã Cảnh Dương 20 thùng nhựa đường rác đạt tiêu chuẩn, trị giá 30 triệu đồng, góp phần hỗ trợ địa phương trong việc thu gom rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường. Chương trình sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Huyện ủy Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 29 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, năng suất sản lượng cây trồng đạt khá. Toàn huyện hiện có 267 lượt tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14 tiêu chí trên một xã. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 7,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 61,8% kế hoạch năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy cả cấp đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng sắp xếp, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp 50 quần chúng ưu tú vào Đảng. Cấp ủy tổ chức Đảng cả cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên. 6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổ chức đảng, đảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 48 ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Trong 10 năm qua, cả cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác trấn áp tội phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng đã điều tra kết luận 789 trên 889 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý trên 1.500 đối tượng. Toàn huyện đã xây dựng, củng cố và nhân rộng được 263 mô hình tự quản về an ninh trật tự với trên 13.900 thành viên. Như vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện luôn được giữ vững và ổn định. Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chỉ thị số 48, các đại biểu đã nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất những giải pháp, mô hình phù hợp trong công tác phòng chống tội phạm. Dịp này, huyện Bố Trạch đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị. Hôm qua ngày 19 tháng 7, Hội cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội cựu chiến binh tỉnh hiện có gần 59.000 hội viên sinh hoạt ở 260 cơ sở hội và hơn 1.200 chi hội. Trong 6 tháng đầu năm, cả cấp hội cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nâng cao chất lượng công tác hội, các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thành công hội nghị thi đua cấp cơ sở, cấp huyện và tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình cuột khởi. Bên cạnh đó, cả cấp hội cựu chiến binh đã đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, trong đó đã hỗ trợ 455 triệu đồng để xây dựng và sửa chữa 17 nhà ở cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi và tặng hàng ngàn suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, các gia đình liệt sĩ, tích cực góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới.
Trong 6 tháng cuối năm, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội thông qua việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, các phong trào thi đua tổng kết 10 năm tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tổ chức Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 6 cấp tỉnh và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam đúng kế hoạch. Dịp này, Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2014-2018. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tặng một bằng khen cho cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Hới hiện có trên 23.000 hội viên, sinh hoạt ở 23 tổ chức cơ sở hội. Từ đầu năm đến nay, cả cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Nổi bật là phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam đã hỗ trợ 1.350 suất quà trị giá 435 triệu đồng. Trong tháng nhân đạo, cả cấp hội đã vận động 40 tổ chức cá nhân hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ Đồng Hới đã vận động hỗ trợ hàng tháng cho 39 địa chỉ nhân đạo. Từ đầu năm đến nay đã nấu và phát hơn 4.700 suất cháo cho bệnh nhân nghèo. Thông qua ngày hội hiến máu tình nguyện đã vận động trên 800 người tham gia, thu được 520 đơn vị máu. Từ nay đến cuối năm, cả cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Hới phấn đấu mỗi cơ sở hội nấu và phát một nồi cháo miễn phí cho bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Tích cực tham gia chương trình Hành trình đỏ, tăng cường vận động thu quỹ nhân đạo để giúp đỡ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã làm mực nước ở nhiều hồ đập trên địa bàn huyện Quảng Ninh ngày càng cạn kiệt, khiến nhiều diện tích lúa hè thu bị khô héo. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quảng Ninh, toàn huyện có hơn 86 ha lúa hè thu đã và đang bị khô héo, 180 ha có nguy cơ bị hạn và nhiễm mặn, tập trung chủ yếu ở các xã Hiền Ninh, Võ Ninh, Duy Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh. Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp ngành liên quan thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ giúp người nông dân chống hạn. Các xã thị trấn huy động người dân nạo vét các kênh mương thủy lợi nội đồng, khơi thông dòng chảy, có kế hoạch sử dụng nước sản xuất một cách tiết kiệm. Các thôn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường công tác bơm nước, điều tiết nguồn nước tưới hợp lý trên các cánh đồng, đảm bảo cơ bản cung cấp lượng nước tối thiểu ở những vùng hạn nặng cho cây lúa trong giai đoạn đứng cái làm đồng. Bên cạnh đó, các xã thị trấn khuyến khích vận động người dân sử dụng các loại phương tiện gia đình để phục vụ tưới cho đồng ruộng của mình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do hạn hán gây ra, đảm bảo ổn định sản xuất. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 20 tháng 7 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm từ 43 đến 62%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm từ 43 đến 63%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 76%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm từ 42 đến 62%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 77%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ, độ ẩm từ 42 đến 64%. Khu vực thị trấn Quản Hầu mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ, độ ẩm từ 43 đến 64%. Khu vực thị trấn Kiển Giang mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ, độ ẩm từ 43 đến 64%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.